Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video của ngày hôm nay. Thì hôm nay bên trung tâm em sẽ đi giới thiệu về cái dòng sản phẩm khuôn để cuốn dây đồng phục vụ cho các bác thợ điện cơ. Hôm nay thì em sẽ đi đo chi tiết cho các bác về kích cỡ nhá, từ cỡ to cho đến cỡ nhỏ ạ. Thì trong thời gian qua là rất nhiều bác đã tin tưởng và ủng hộ cái dòng sản phẩm này. Tuy nhiên là có nhiều bác còn đang thắc mắc là đang chưa biết là các bác sử dụng cái cỡ nào để cho nó phù hợp. Thì hôm nay em sẽ đo cho các bác xem chi tiết về kích cỡ của từng loại. Thì các bác vào xem video mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi mà bên em đăng tải video về những cái dòng sản phẩm khác nhau, thì các bác sẽ luôn luôn là nhận được những cái thông báo mới nhất. Bên trung tâm Điện máy Ngọc Mai là chuyên phân phối xỉ lẻ và nhận ship code COD toàn quốc về tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề để phục vụ cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác mà quan tâm những cái dòng sản phẩm đó thì các bác cứ ấn đăng ký kênh của bên em. Đảm bảo là các bác sẽ nhận được rất nhiều những cái video về những cái dòng sản phẩm hay, hữu ích và chất lượng ok, giá cả thì luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Thì sau đây là em sẽ đi đo chi tiết để cho các bác có thể là được tham khảo về những cái cỡ này. Cái cỡ này là cỡ hình chót này, cỡ hình chót nhá. Thì là bên em sẽ có 3 mẫu nhá, sẽ có 3 mẫu từ nhỏ cho đến lớn. Đấy, như cái mẫu này là mẫu nhỏ nhất này, sau đó đến cái mẫu này và cái mẫu to nhất đây. Em sẽ đi đo chi tiết từng mẫu nhá. Như cái mẫu này là mẫu nhỏ này. Đấy, mẫu này là mẫu nhỏ. Mẫu này là để các bác cuốn máy 0,37 nhá, máy bơm nước 0,37. Đó, thì cái cỡ này thì là các bác mà muốn đặt hàng thì là các bác gọi là cỡ số 1 nhá. Khi mà các bác đặt hàng ấy, các bác có thể là alo trực tiếp tới bên em. Thì phương thức đặt hàng thì cũng vẫn như bình thường thôi. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, hoặc là các bác có thể là alo trực tiếp tới bên em qua cái đầu số điện thoại là 0378487818 nhé. Thì các bác mà chốt cái mã này này thì là các bác comment ở phía bên dưới video là gửi cho tôi cái bộ số 1, hoặc là các bác alo trực tiếp cho em nói là gửi cho tôi cái bộ số 1. Cái này là em gọi là mẫu số 1 đi cho nó dễ gọi ạ. Thì cái mẫu này là các bác có thể là sử dụng để cuốn máy bơm 370 nhé, máy bơm nước. Để em sẽ đo cho các bác về cái kích cỡ này. Thứ nhất là đây là một cái thanh chắn ở bên dưới này. Đó. Cái thanh chắn ở bên dưới là nó sẽ dài là 25cm này. Đấy các bác nhìn thấy không? Dài 25cm. Đây này, dài sang tận đầu bên này là 25cm đây nhá các bác nhá. Đấy, còn cái khuôn này. Đấy, cái khuôn này này. Tính từ khuôn trước đến khuôn sau thì nó sẽ dài là 8,5 này. Đó, dài là 8,5. Đấy, cái khuôn từ khuôn đầu đến khuôn thứ hai đây nó sẽ là 2cm này. Tiếp theo lên bên này sẽ là 1,5cm. Đấy, cái khoảng cách từ cái khuôn thứ nhất nhá đến khuôn thứ hai này sẽ là 2cm này. Và từ khuôn thứ hai đến khuôn thứ ba là sẽ là 1,5cm. Đó, và tiếp theo đến đây. Đây là 1,5 này. Từ khuôn thứ hai đến khuôn thứ ba thì nó cũng là 2cm đấy ạ. Đâu để em xem. Đây là cái khoảng cách này các bác nhìn thấy không? Đấy, đây là cái khoảng cách của khuôn nhá. Nó cách nhau là từ 2cm cho đến 1,5cm, nó tùy theo này. Đấy, nó tùy theo cái độ dày này. Đấy. Đây là cái này là nó, cái khuôn này là cuối cùng này nó dày nhất thì nó sẽ dài hơn. Để em kẹp bằng cái thước kẹp này để các bác nắm rõ hơn này. Đấy. Đây là khoảng cách của hai khuôn to này. Đó là 1,5 này các bác này. Đấy, 1,5 này. Tiếp theo cũng 1,5. À, tất cả nó đều 1,5 hết nha các bác. Nó đều rộng 1,5 hết đấy ạ. Tất cả đều là rộng 1,5 nhá. Đấy, cái khoảng cách này này. Đấy, và cái này thì nó rất là sâu luôn. Các bác có thể là thoải mái dây vào đây thoải mái, rất là thoải mái nhá. Cái độ sâu này nó khá là sâu luôn đấy ạ. Anh vào trong kia gọi anh với em.
Cái này nó khá là sâu luôn. Để em thử kiểm tra xem nào. Cái này khó đo lắm. Nhưng mà nói chung là cái này nó rất là sâu nhá, cái rãnh này rất là sâu. Đó, đây là cái cỡ 370 các bác nhá. Tiếp theo thì đến cái cỡ này là cỡ 750 này. Các bác có thể là sử dụng cái mẫu này để các bác cuốn máy 750. Cái mẫu 750 này thì các bác cũng có thể là sử dụng được cho máy 370 cũng vẫn ok. Em sẽ đo cho các bác về cái chiều dài này luôn này. Cái chiều dài thì nó cũng chỉ ngang như là cái 37 thôi nha các bác. À, của nó là đây ạ. Cái này nó vào 23,5 cm nhá các bác. 23,5 cm này. Đấy, còn cái thanh nhựa chắn ở bên trên này này, nó sẽ là 18 cm này. Đó. Tiếp theo là đến cái độ dài này. Nó là 9 cm nhá. Dài 9 cm này. Và cái độ rộng này nó cũng như cái 37 luôn. Đó. Đây này các bác này. Độ rộng này là 1,25 cm này. Đó. Nói chung là những cái rãnh này là nó rộng bằng nhau hết. Tức là nó cao dần đi nhá, nó cao dần đi. Đây là một cái mẫu hình chóp đấy, nó cứ cao dần đi. Mẫu này là mẫu 37750 này. Bác nào muốn đặt cái mẫu này các bác gọi cho em là mẫu số 2 nhá. Đấy, và em cũng nói giá luôn để các bác tiện tham khảo. Thì cái mẫu số 1 này này thì sẽ là 75.000. Còn mẫu số 2 này là 85.000. Và cuối cùng là đến cái mẫu số 3 là mẫu to nhất thì giá là 95.000. Cái giá này là em sẽ ship từ một cái và sẽ chưa bao gồm tiền phí ship các bác nhá. Đây là cái mẫu cuối cùng là mẫu dài nhất. Thì cái chiều dài của nó là 24 cm này các bác này. Chiều dài là 24 cm. Và cái chiều khuôn này của nó sẽ là 13 cm. Đó, cái này là 13 cm này. Tiếp theo là cái độ dày đấy đây. Độ dày này của nó là 18 này các bác này. Dày này là 18 nhá. Cái mẫu to nhất là dày của nó là 18. Đó. Em vừa đo chi tiết tất cả các mẫu cỡ khuôn. Các bác mà quan tâm cái mẫu nào thì là các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0378487818. Các bác mà quan tâm muốn đặt mua thì các bác có thể là vào Zalo với em cái số điện thoại đó. Và trong đó thì em sẽ tư vấn và sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Vào đó các bác có thể là tham khảo lựa chọn rất là nhiều mẫu mã sản phẩm mà bên em đang phân phối xỉ lẻ toàn quốc. Và trong cái đoạn video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và like chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây ạ.